Vì vừa thưởng thức vũ khúc Tôi Yêu, nhạc và lời do nhạc sĩ Trịnh Hưng sáng tác qua phần trình diễn của hội viên chúng tôi từ miền Nam Âu Lạc, Việt Nam.
Trong buổi ra mắt sách Những chú chó trong đời tôi và Loài hoang dã cao quý của Thanh Hải Vô Thượng Sư ấn bản tiếng Âu Lạc vào tháng 8 năm 2009 tại Thái Lan. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng. Chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Lá thu nhẹ rơi rơi, nắng thu vàng phai phai, ai về âm thầm nào cũ bâng khuâng tình thu. Làn mây bay hiu hiu, làn gió lay, ai nhắn theo mây niềm quê vân vương. Từ đó ngàn dấu thơ, từ biển xa tiếng chuông ngân, hồi chuồng lấp lấp trong nắng vàng, từng đợt sóng mờ xóa chìm trong sương lắng. Lá thu nhẹ rơi rơi, lòng ta thầm lắng tiếng chuông ban chiều. Hồi chuông ngân nga trong chiều thu ngập gió, ngàn tiếng thiết tha em đêm ru lời thu. Ai xót ly hương mấy thu vàng úa, nhạc say tình xưa.
sương máu tóc xanh bờ phờ bù rối mấy giây tơ huyền một khói dàn dây đời mới ngọt ngào đường tơ hồi chua ngàn tiếng vang vang gót chân gieo mầm hoa vàng phơi phới thu tràn sóng xuân từng bừng từ phương trời xa xôi gửi em lời yêu thương khi lòng mơ màng trầm lắng tiếng chuông chiều thu khi chiến tranh xong hồi chuồng vui reo muôn tiếng đồng chuông reo lời ước xưa tình ta đẹp bao nhiêu lòng ta thầm lòng tiếng chuông ban chiều. Mùa thu là mùa có nhớ nhung với những hoài niệm mù sương, những tiếng chuông buổi chiều thu xa vắng đã vang vọng với bao cảm xúc u hoài. Mùa thu với lá rơi, hoa cúc vàng, với sương thu hiu hắt. Mùa thu có lịch sử đã kéo theo bao cánh khói lửa ly tan. Mong một ngày nắng thu vàng trước ngõ, tiếng chuông thu như gieo vui báo tin cuộc chiến đã tàn, để tình yêu rộn trên từng bước chân, gieo vang lời ước nguyện. Ngày nào khi chiến tranh xong hồi chuông vui reo muôn tiếng nồng chuông reo lời ước xưa tình ta đẹp bao nhiêu lòng ta thầm lắng tiếng chuông ban. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương sinh quán tại Nam Định, miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam vào ngày 5 tháng 5 năm 1916. Từ thuở bé đã học chữ Hán. Sau khi thi đỗ tú tài, ông vào trường luật năm 1938 và học cử nhân toán năm 1941, thành lập Ban kịch Hà Nội cùng với đạo diễn kiêm kịch tác gia Chu Ngọc và nhà thơ Nguyễn Bính vào năm 1941 là bước đầu khẳng định sự nghiệp văn chương của ông. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương được khán giả biết đến qua vở kịch thơ Vân Muội được trình diễn tại Nhà hát Lớn vào năm 1942. Tài hoa của một thi nhân sáng lạ trên đường nghệ thuật khi ông được trao giải thưởng toàn quốc về tập thơ Hoa Đăng năm 1959 và giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1972. Ông đã đại diện cho các văn, thi sĩ Việt Nam tham dự hội nghị thi ca quốc tế tại Bỉ năm 1959 và nhiều hội nghị văn bút quốc tế khác tại Vọng Các, Thái Lan năm 1964, tại Bled, Nam Tư năm 1965, tại Abidjan, thủ đô bờ biển Nga năm 1967. Từ năm 1969 đến năm 1973, ông được tín nhiệm trong chức vụ Chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt Nam. Thơ ông cao sang, giàu nhạc tính, với âm hưởng hoài cổ đầy sắc thái đông phương. Các thi tập chính của ông là Thơ Say 1940, Mây 1943, Hoa Đăng 1959, Lửa Từ Bi 1963. Ngoài ra, nhà thơ được vinh danh là thi bá Việt Nam, còn sáng tác nhiều vở kịch như Trương Chi, Hồng Diệp, Vân Muội. Ông tạ thế vào ngày 6 tháng 9 năm 1976 tại Sài Gòn. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay với chủ đề tưởng niệm thi sĩ Vũ Hoàng Chương xin trân trọng giới thiệu các thi phẩm chọn lọc của nhà thơ đã được phổ nhạc cùng buổi phỏng vấn ông Vũ Hoàng Tuân, trưởng nam của nhà thơ Vũ Hoàng Chương.
cứ mỗi độ thu sang, thiên nhiên đất trời tĩnh mịch điều hiu. Chiếc lá thu vàng nhẹ rơi trên mặt hồ thanh lặng, dưới ánh trăng vằng vặc, cảnh vật êm đềm ấy như nhẹ ru ta vào giấc mộng miên trường để hoài niệm về một thuở vàng son. Lòng ngắt tràn giang mộng bể hồ, sầu ai chuông lèn giấc cô tô. Gió thu ngày trắng hồn vương giả, bạc cấy hồng hen bụi đế đô. Gió thu ngày trắng hồn vương giả, bạc gãy hồng hoen bụi đế đô. Nửa kiếp phong lưu hờn thẳng phấn, một trời sương mỏng lạnh đi đô. Cửa trăng bướm lạc đường, chăn gối riêng theo vàng giác lạ lòng. Sương mong lạnh vi lô, cửa trăng bướm lạc đường chăn gối, mặt diếm theo vàng sắc lá ngô. Lòng ngã tràng giang mộng bể hồ, sầu ai chuông lén giấc cô tô. Trắng hồn vương già, bạc gãy hồng hoen bụi đế đô. Chuông lén giấc cô
đôi đế đô. Nửa kiếp phong lưu hơn thẳng phân, một trời sương móng lạnh vi lô. Cửa trăng bướm lạc đường chăn gối, mặt giếng thêu vàng sắc lá ngô. Lòng ngát tràn ra mộng bể hồ, sầu ai chung lẻn giấc ô tô. Gió thu ngày trắng hồn vương già, bạc gầy đi đâu. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình vô thường xưa. Chương trình Thơ Nhà Tình Yêu và Tâm Linh sẽ trở lại trong giây lát. Lòng ngát tràn gian mộng bể sâu ai chuông lẻn giật cô tô. Chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh xin được trở lại cùng quý vị với chủ đề tưởng nhớ nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Vào năm 1944, thi sĩ Vũ Hoàng Chương kết hôn cùng cô Đinh Thục Anh, chị ruột của một nhà thơ xuất chúng khác, đó là thi sĩ Đinh Hùng. Truyền hình Vô Thượng Sư đã có hân hạnh tiếp chuyện cùng trường nam của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, ông Vũ Hoàng Tuân, hiện đang cư ngụ tại Âu Lạc. Kính mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn sau đây. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên, xin cho phép tôi được nói lời tri ân đến Đức Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và quý vị khán giả của truyền hình Vô Thượng Sư. Việc Đức Ngài và quý vị đã dành cho tôi buổi nói chuyện ngày hôm nay khiến tôi vô cùng cảm động và rất lấy làm vinh dự. Cha tôi, thi sĩ Vũ Hoàng Chương, xuất thân trong một gia đình nho học. Ngày trước, tại xã Phù Ủng, tỉnh Hưng Yên, đất Hưng Yên là đất địa linh nhân kiệt. Vì vậy, nó tiềm ẩn trong con người từng áng văn chương, lai láng. Cha tôi từ thuở ấu thơ đã được mẹ là bà Hoàng Thị Xính dạy cho chữ nho. Và đến khi niên thiếu thì được cha là ông Vũ Thiện Thuật giảng giải kinh thi bằng chữ Hán và quốc sử diễn ca bằng chữ Nôm. Đến tuổi đến trường, ở trung học Albert Saro, cha tôi đã nhận được nền văn hóa Tây Phương, mà cụ thể là những danh tài của nước Pháp, nước Anh và nước Đức. Nhưng tinh hoa phát tiết là bắt đầu từ năm 1940 khi cha tôi xuất bản thi tập thơ say. Vào thời gian đó thì phong trào thơ mới đã lan truyền khắp đất nước, và cha tôi là một trong những người mở đầu cho phong trào thơ mới ở Việt Nam. Có thể nói, tuyển tập thơ say là tuyển tập tập trung tất cả những tâm tư, những hoài bão của một cậu bé thiếu niên cho tới một người thanh niên trưởng thành. Đó là vào năm
cha tôi 16 tuổi cho đến 24 tuổi, 1923 và 1939. Sự nghiệp của thi sĩ Vũ Hoàng Chương bắt đầu từ năm 1940 với tuyển tập Thơ Say. Hai nhà phê bình văn học Âu Lạc, Hoài Thanh và Hoài Chân đã ghi nhận như sau về thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Con thuyền say kia chính là linh hồn và cuộc đời của thi nhân. Rút lại, hy vọng cao nhất của người là quên. Sự say sưa ở đây có thể hiểu là một niềm đam mê. Ngày trước, những tao nhân mặc khách sau một đời mưu sinh thì trong những lúc nhàn rỗi thường đắm mình trong những thú vui tao nhã như là cầm, kỳ, thi, họa. Cha tôi cũng thế, người đã được mẹ dạy cho đánh đàn nguyệt, chơi cờ và những thứ mà có thể nói là một cái phong vị của người xưa. Sự say sưa đắm đuối đó nó không phải là trụy lạc mà lại rất chừng mực. Đời là đời, thơ là thơ. Ông làm thơ nhưng mà vẫn đi dạy học, duy trì hạnh phúc gia đình. Tôi có thể nói trong những tháng ngày tôi được sống gần bên cha tôi, tôi thấy rõ điều đó. Ông lao vào thơ, vào âm nhạc, nhưng ông vẫn giữ một chừng mực nhất định để không đi đến sự thái quá. Chính vì thế, cái hạnh phúc gia đình lúc nào cũng bền vững. Sự chừng mực trong sự đam mê là như thế, thưa quý vị. Vào năm 1942, vở kịch Vân Muội do cha tôi sáng tác đã được công diễn tại nhà hát lớn Hà Nội. Vở kịch này về nội dung nói về một chuyện tình duyên rất đẹp của một văn nhân và một người đẹp trong tranh. Văn nhân ấy do cha tôi thủ vai chính và người đẹp trong tranh do thi sĩ Đinh Hùng giả trang thành một thiếu nữ. Thi sĩ Đinh Hùng là em ruột của bà Đinh Thục Oanh, tức là mẹ tôi. Diễn xuất quá xuất sắc của cậu Đinh Hùng đã khiến buổi diễn thành công rực rỡ. Và sau đấy, khi cánh màn nhung hạ xuống, những nam thanh nữ tú của Hà Thành đã kéo nhau vào hậu trường để thăm hỏi và động viên cậu tôi. Trong số những người ấy, chắc hẳn cũng có những thanh niên đang tơ tưởng đến chuyện xe duyên kết tóc với nàng diễn viên sau này. Khi họ biết Vân Muội do cậu Đinh Hùng đóng là một người nam giả trang thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Sau này thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã sáng tác thêm nhiều vở kịch thơ nữa như Chương Chi, Hồng Diệp. Thơ và kịch đan xen nhau trong sự nghiệp của cha tôi. Biết đủ là sự bằng lòng, đó là câu nói của cha tôi dành cho tôi trong phút cuối cùng của giờ lâm chung. Đời một con người có lúc thăng, lúc trầm. Vấn đề ở chỗ là chúng ta đã nhận định, đã ứng xử như thế nào với những sự kiện đấy. Tôi coi cha tôi như một kẻ sĩ bất khuất vào một thời điểm vật đổi sao rời. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương tham dự nhiều hội nghị thơ văn quốc tế. Ông là một tên tuổi được biết đến rộng rãi không chỉ ở trong nước mà cả hải ngoại. Vào thời trước, Sài Gòn có một hội sở tên là Trung tâm Văn bút Việt Nam, thuộc hệ thống những hội sở văn bút trên toàn thế giới. Hội viên của hội này là những trí thức văn nghệ sĩ trên toàn cõi Việt Nam, đã có ít nhất 2 tác phẩm được xuất bản. Chủ tịch đầu tiên của Hội Bút Việt là văn hào Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, sau đó là Linh Mục Thanh Lãng và thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Tổ chức văn bút quốc tế hàng năm tổ chức họp một lần, quy tụ tất cả những cái thành viên của mình trên toàn thế giới. Mỗi một lần tổ chức như vậy, hội sẽ chọn ra một nước để tổ chức. Vào năm 1959, hội nghị được tổ chức tại Nokleruz, một thành phố của nước Bỉ. Tại hội nghị này,
cha tôi đã đại diện quốc gia để tham dự. Cũng từ hội nghị này, tác phẩm Poem Swazi của cha tôi, tựa đề Việt là Thi Tuyển, đã được in ấn và phát hành. Những bài thơ của cha tôi trong tập Thi Tuyển đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bản dịch tiếng Pháp do nữ thi sĩ người Bỉ Simone Quinen de la Coyerie. Bản dịch tiếng Đức thì do văn hào người Đức Cosmas Zickler. Bản dịch ra tiếng Hán thì do nhà nghiên cứu văn học Trung Quốc Pôn Chu. Riêng bản dịch tiếng Anh thì do một người Việt Nam thực hiện, đó là học giả giáo sư Nguyễn Khang. Có thể nói, nền văn hóa của Việt Nam và chính những vần thơ sướng họa của cha tôi đã được biết đến rất nhiều trong hội nghị này. Song song với lại hội nghị văn book quốc tế, thì hàng năm ở tầm ảnh hưởng khu vực châu Á cũng có một hội nghị được tổ chức mang tên là Hội nghị Văn bút châu Á. Thì vào năm 1964, hội nghị này được tổ chức tại Thái Lan, Bangkok, do chính Hoàng hậu Thái Lan là Sirikit chủ tọa. Và khi bế mạc hội nghị, nữ vương này đã tổ chức một buổi dạ tiệc mời tất cả các văn nhân thi sĩ Á Châu. Và trong buổi tiệc đấy, thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã hân hạnh được bà mời mở màn cho buổi khiêu vũ đấy. Đấy là một vinh dự mang tính chất quốc gia. Đặc biệt là năm 1974, hội nghị về giải thưởng Nobel Văn Chương, thì Hội Bút Việt đã lập hồ sơ đề cử và Hội đồng Giám khảo Hoàng gia Thụy Điển đã chấp nhận thi sĩ Vũ Hoàng Chương là một ứng viên Nobel cho năm đấy. Thơ sang trọng, có chất nhạc cao và mang nhiều nét của Đông Phương trầm mặc. Đó là lời nói của nhà văn kiêm họa sĩ Tạ Tị trong quyển 10 khuôn mặt văn nghệ. Xuất thân từ một gia đình nho học, thừa hưởng truyền thống, cộng thêm những gì tự vấn trên đường đời, trong những dòng thơ của cha tôi mang một vẻ sang trọng, một làn điệu dân ca nào đấy. Thơ xưa cũng như người xưa đều mang một tính chất như thế. Nếu chúng ta theo dõi đường thi, tống thi, thì luôn luôn thấy những nỗi buồn man mác đó bàng bạc trong từng câu, từng chữ của văn chương. Giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thường Sư để lại trong mỗi tâm hồn những ấn tượng và cảm nhận khác nhau. Sau đây là cảm tưởng của ông Vũ Hoàng Tuân khi lắng nghe giọng ngâm của ngài. Phàm đã là con người thì ai cũng mong được lên cõi tiên, nhưng cõi tiên nào đâu thấy. Mà ví dụ như có lên được cõi tiên ấy thì cũng đâu có thể quay trở về để kể lại với người ở dương trần rằng cõi tiên đẹp như thế đấy. Cõi tiên chỉ tồn tại trong văn chương, trong điện ảnh, mây khói bềnh bồng, tiếng sáo du dương, phải chăng đấy là cõi tiên? Nhưng khi tôi nghe được Đức Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư ngâm những bài thơ, thì ngay từ cảm nhận ban đầu tôi đã thấy rằng cõi tiên có thật. Mà cảm nhận ban đầu thì xuất phát từ tự đáy lòng, không hề có một chút giả dối, không hề có một chút xu nịnh. Tiếng Ngài ngâm thơ, tôi đã thấy được cõi tiên. Và nếu toàn thế giới này bắt đầu dùng những thức ăn chay tịnh ngay từ bây giờ, thì chỉ 60 ngày sau thôi, cõi tiên sẽ hiển hiện. Con người, muôn loài, còn gì nữa ngoài hạnh phúc đấy? Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng chọn một số tuyệt tác được phổ nhạc của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, chẳng hạn như Mùa Thu Đã Về 12 tháng 6 do chính ngài diễn ngâm để trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Những bài thơ như bài 12 tháng 6 diễn tả một tâm trạng đau đớn về cái ngày người yêu của mình xuất giá. Còn như bài Đời Vắng Em Rồi Say Với Ai là nỗi day dứt của cha tôi khi không thể thành đôi uyên ương với một nữ sĩ người Bỉ,
cô Isabel Bayer. Cô Isabel năm ấy 16 tuổi, là thi sĩ và họa sĩ đại diện cho Bỉ Quốc tại hội nghị Nokleruz Bỉ Quốc 1959. Sau hội nghị này thì cô mời cha tôi về Bruxelles, Bỉ để thăm gia đình. Tại nơi quê nhà thì mẹ của cô Isabel Bayer sau khi đã nói chuyện với cha tôi, sự tâm đầu ý hợp này đã khiến bà cùng con gái đồng ý gả cô Isabel cho cha tôi. Nhưng mà đời vắng em rồi say với ai, có ý muốn nói lên rằng cha tôi và người nữ thi sĩ Bỉ Quốc này không thể nên duyên được, vì cha tôi đã có mẹ tôi và tôi ở quê nhà. Đấy là những bài thơ mà cha tôi đã dành hết tâm huyết để viết nên. Được tin những bài thơ được Đức Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và đài truyền hình Vô Thượng Sư cho phát sóng, tôi rất lấy làm cảm động, một niềm vinh dự cho gia đình chúng tôi. Sự kiện đó không phải tự dưng mà có, đó là do ơn trên. Tôi xin thành tâm kính bái Đức Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ông Vũ Hoàng Tuân đã bày tỏ lòng tri ân và kính mến vô vàn đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính thưa quý vị khán giả, cha tôi mất đi thì có thể nói như là một chiếc trụ cột của căn nhà đã gãy đổ. Có thể nói hàng năm Đức Ngài đều giúp đỡ mẹ tôi và tôi tồn tại trước cuộc sống đầy rẫy khó khăn. Tôi không bao giờ quên ân huệ của Đức Ngài đã dành cho gia đình chúng tôi. Đặc biệt là từ khi mẹ tôi ngã bệnh vào năm 2003 thì Đức Ngài đã nhờ những đệ tử về Việt Nam chuyển đến gia đình của chúng tôi một món tiền lớn để cho mẹ tôi trị căn bệnh ung thư. Và nhờ những ân huệ đấy của Đức Ngài, mẹ tôi đã kéo dài được cuộc sống trong 3 năm mà không hề bị một chút đau đớn nào của căn bệnh ung thư phổi. Thưa Đức Ngài, con không biết nói gì hơn là thành tâm kính bái Đức Ngài, một đứa con, một người học trò ở phương xa. Vô cùng cảm ơn Đức Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin kính chúc Đức Ngài vạn thọ. Xin kính chúc quý vị khán giả của truyền hình Vô Thượng Sư an bình và hạnh phúc. Xin cảm ơn, xin vô cùng cảm ơn. Tình cảm chớm nở trong tuổi thanh xuân có khi chỉ là cơn gió thoảng qua, là giọt sương mai trên ngọn cỏ, là nhịp đập đơn phương để dòng lệ nhòa bao hoài bão. Cho nên dòng lệ tuổi thấm ướt những trang đời, xóa nhòa hy vọng cũ, hoang ố cả ngày mai. Nhưng mối tình đầu thơ mộng bao giờ cũng mang những kỷ niệm êm đềm, dấu ấn không bao giờ nhạt phai trong suốt cả cuộc đời. Anh biết em từ đồ, em mới tuổi 12. Anh yêu em từ thuở, em còn tóc xõa vai. Tháng ngày đi mong quá, chốc đã sau năm trời. Tình anh vẫn chưa hiểu, chưa là không em ơi. Em vẫn tin anh lắm, em vẫn mến anh nhiều, nhưng em tin em mến đâu.
phải là em yêu. Trái tim hờ hững ấy đâu thổn thức vì anh. Anh cũng không hề chịu van xin một ai tin. Cho nên dòng lệ tôi thấm ướt những trang đời, xóa nhòa hy vọng cũ, hoen ố cả ngày mai. Lòng anh dần uống càng đến giọt cuối yêu đương, chỉ còn của dĩ vãng một dư vị chán trường. Hôm qua tình đã chết, anh đã chôn nó rồi. Anh khóc vì chôn nó ngơ. Là chôn cả một đời. Nhưng anh không đào huyệt, không vùi đất như ai, cũng không mua vải liềm, cũng không mua quan tài. Anh chỉ đem chúng nó với nỗi niềm chua cay, từng mảnh một trong mây vầng thơ đây. Rồi một chiều xuân thầm say hạnh phúc lửa tình em. Có nhớ vô tình em có nhớ đến người cũ xa xôi, mong em thu nhặt giúp mơ đôi tay dù hừng hờ. Mong em vì hằng lượm những mảnh tình bơ vơ. Chấp lại và thương xót dành cho một nấm ở nơi dù hẹp nhất của lòng em say sưa. Anh biết em từ độ em mới tuổi 12, anh yêu em từ thuở em còn tóc xóa vai. Tháng ngày đi mau quá, trước đã 6 năm trời, tình anh vẫn chưa hiểu, chưa là không em ơi.
anh lắm. Em vẫn bên anh nhiều, nhưng em tin em đến đâu phải là em yêu. Trái tim hờ hững ấy đâu thuần thức vì anh. Anh cũng chẳng hề muốn van xin một ai tình, cho nên dòng lệ rơi thấm ướt những trang đời, xóa nhòa hy vọng cũ hoen ú cả ngày mai. Lòng anh dần uống cạn đến cuối giọt yêu đương, chỉ còn của gì vắng buồn dư vị tràn. Chương trình hôm nay, chúng ta đã thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Chuông Chiều Thu do nhạc sĩ Tô Vũ sáng tác qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Tiếp theo đó là thi phẩm Hờn Thặng Phấn với giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, thơ Vũ Hoàng Chương, trích từ băng Tâu Hình Đường Vào Tình Sử 1. Bài thơ đã được nhạc sĩ Chu Minh Ký phổ thành ca khúc qua phần trình bày của ca sĩ Quốc Đại. Chương trình kết thúc với thi phẩm U Tình của thi sĩ Vũ Hoàng Chương qua giọng ngâm của Vân Khanh và Đại Trang. U Tình đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc qua tiếng hát nam ca sĩ Thanh Long. Nhạc sĩ Chu Minh Ký sinh trưởng trong một gia đình Thiên Chúa giáo tại miền Nam Âu Lạc Việt Nam. Đa số các anh chị em trong gia đình anh đều theo ngành sư phạm. Ngoài việc sáng tác, nhạc sĩ Chu Minh Ký còn có biệt tài truyền ngữ lời Việt từ các ca khúc ngoại quốc. Nam ca sĩ Quốc Đại sở trường về nhạc dân ca. Năm 1998, anh đạt giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình tại Sài Gòn và bắt đầu sự nghiệp ca hát từ đó. Năm 2006, anh cộng tác cùng hãng đĩa Kim Lời và thường song ca với nữ ca sĩ Cẩm Ly. Trong số những ca khúc được yêu chuộng của anh, gồm có Bên Cầu Ngó Mông, Bão Lũ, Cho Dù Có Đi Nơi Đâu. Nghệ sĩ Vân Khanh chào đời tại Huế, miền Trung Âu Lạc. Anh đồng cảm sâu sắc từng câu từng chữ trong thơ, kết hợp với cách thể hiện rất nhuần nhị và được biết đến nhiều qua các thi phẩm như Rơm Rạ, Bên Kia Sông Đuống, Lá Diêu Bông. Nghệ sĩ Đại Trang được giải nhất giọng thơ hay tại Sài Gòn năm 1997. Cô thường có mặt trong những chương trình thơ của đài truyền hình Sài Gòn. Là nghệ sĩ trẻ trong lĩnh vực ngâm thơ, với giọng ngâm ngọt ngào, cô được khán thính giả mến chuộng qua các thi phẩm như Chùa Hương, Đám Cưới Mùa Xuân. Nhạc sĩ Võ Tá Hân sinh năm 1948 tại Huế, Âu Lạc, Việt Nam. Ông học đàn Tây Ban Cầm cổ điển tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn và tiếp tục theo học âm nhạc tại các trường đại học Hoa Kỳ. Võ Tá Hân là hội trưởng hội Tây Ban Cầm cổ điển ở Tân Gia Ba từ năm 1983 đến 2000 và là giám khảo trong nhiều cuộc thi trình diễn Tây Ban Cầm. Ông đã sáng tác trên 500 ca khúc phổ thơ và phát hành nhiều đĩa nhạc, bao gồm các tình khúc, ca khúc Phật giáo, thiền ca. Ca sĩ Thanh Long từng đại diện cho Âu Lạc Việt Nam tham dự lễ hội Thanh niên Thế giới lần thứ 10 tại Đức Quốc. Anh được khán giả mến mộ qua các ca khúc trữ tình như Riêng Một Góc Trời của nhạc sĩ Ngô Thùy Miên và Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay trong niềm tưởng niệm và tri ân nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Chúng tôi xin đa tạ ông Vũ Hoàng Tuân, trưởng nam của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đã thân ái chia sẻ với khán giả truyền hình Vô Thường Sư những thành tựu và kỷ niệm đặc biệt về thi sĩ Vũ Hoàng Chương, một nhà thơ đã cống hiến suốt đời mình cho văn học. Kính chúc ông Vũ Hoàng Tuân cùng thân quyến vạn điều lành trong sự thương yêu, bảo vệ đời đời của ơn trên. Lá thu nhẹ rơi rơi, nắng thu vàng phai phai, ai về âm thầm nèo cũ, bâng khuâng tình thu. Du du làn mây bay, hiu hiu làn gió lay, ai nhắn theo mây niềm quê vân vương, từ đó ngàn dấu biển xa tiếng chuông ngân, hồi chuông lấp lấp trong nắng vàng, từng đợt sóng mờ xoa chìm trong sương lắng. Lá thu nhẹ rơi rơi, lòng ta thầm lắng tiếng chuông ban chiều, hồi chuông ngân nga trong chiều thu ngập gió, ngàn tiếng thiết tha êm đềm ru lời thu, ai xót đi hương mấy thu vàng úa, nhạc say tình sương máu, tóc xanh bờ phờ bù rối, mấy giây tơ thuyền mù khói, dàn dây đời mới ngọt ngào đường tơ. Hồi chuông ngân vang trong chiều thu gợi ngàn tiếng vang vang ngót chân gieo mừng, hoa vàng tươi với thu tràn, sóng xuân từng bừng. Từ phương trời xa xôi gửi em lời yêu thương, khi lòng mơ màng trầm lắng tiếng chuông chiều thu. Khi chiến tranh xong, hồi chuông vui reo muôn tiếng đồng, chuông reo lời ước xưa, tình ta đẹp bao nhiêu, lòng ta thầm lắng tiếng chuông ban Và bây giờ xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư, kế tiếp sẽ là Danh Nhân Chuồng Chay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Ngày nào khi chiến tranh xong, hồi chuông vui reo muôn tiếng nồng, chuông reo lời ước xưa, tình ta đẹp bao nhiêu, tiếng chuông ban chiều. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Vegetarian Elite. Farewell, and we'll see you next week. Cửa trăng bướm lạc đường, chăn gối
mặc diễn theo vàng xác lạ details, please visit www.suprememastertv.com/mp.